Kính chào quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tứ Online sẽ gặp lại các bạn trong phần bình luận và phân tích nhanh về một ván đấu rất hay, đỉnh cao của kỳ đài Trung Hoa đánh trong vạch cờ tướng Bàn An Vĩnh Nghiệp Bôi năm 2023 do hai đại cao thủ top đầu của cờ tướng Trung Quốc. Bên đỏ đi tiên là ngoại tinh lê khách Vương Hết, đại diện tiêu biểu của trường phái công sát Trung Quốc, người cầm mền đen Thiên Mã Vương Mạnh Thần. Đây là ván cờ Vương đi tiên lập tức triển khai phương án cờ của anh. Hệ thống có cung pháo, pháo 2 bình 6. Mạnh Thần cẩn trọng với phần cờ cho tung mã qua, về sau anh phát triển thành hệ thống bình phong, hậu thủ. Mã 2 tiến 3. Xe trí bình 8 và tiếp theo phần cờ nhảy mã trong, đến từ bên đỏ của Vương. Ngoài bối cảnh trên thì bên đỏ có thể phát triển theo hướng cờ binh 3 tiến 1, về sau là phần cờ cho vành xe và bình của lộ 7, cũng là một hướng xử lý hay. Các bạn sẽ cùng đoán xem phần cờ trong thực chiến đến từ bên tiên của Vương hay lập tức cho phát triển mã. Mạnh Thần binh 7 tiến 1. Bên đỏ cho tách pháo qua biên mở đường xe. Bên đen tiếp theo là phần cờ cho 3 tiến 3 phát triển bình phong. Ngoài hình cờ đó ra, bên đen muốn phát triển binh 3 tiến 1 thì sao? Khi đó bên đỏ phía sau có thời cơ chạy xe trí bình 8 ngay và phóng con xe 8 qua đường hàng ngang để quản lý được tốt về sau. Cần thiết có thể phát triển 3 bình 7 để thông đường mã. Trong thực chiến của trận cờ, bên đen ra cờ với phần cờ cho 2 tiến 3 phát triển bình ổn. Vương xe trí bình 8. Bên Mạnh Thần xe 1 bình 2. Binh 7 tiến 1 và lập tức là phần cờ áp chế với pháo 2 tiến 6 đe chặt đường xe. Ngoài hình cờ trên thì bên đen có thể đánh bình ổn hơn với hệ thống cờ pháo 2 tiến 4. Đây là bối cảnh mà các cao thủ thường lựa chọn để về sau đè mã và đấu xe. Trong thực chiến của trận cờ, các bạn sẽ cùng đón xe Mạnh Thần anh cho phóng con pháo ngay đè chặt xe của bên đỏ. Bên tiên tự mang tiến 5. Bên đen xe 2 tiến 6. Phóng mã qua tạo điểm đánh dành cho bên đen. Tiếp theo là phần cờ cho bình xe bắt đôi. Trong hình cờ trên thì bên đỏ của Vương xử lý rất hay và chính xác, đó là phần cờ cho tách pháo để tránh đi đồng thời soi vào trục 3 của bên đen. Ngoài hình cờ đó ra mà bên đỏ sai lầm cho tiến xe bắt pháo thì không được, khi đó bị chết cây ngay. Đầu tiên là phần cờ cho xe 1 tiến 1 ăn lại quân, và sau khi ăn lại quân các bạn thấy ngay con pháo đường biên trở thành mục tiêu để công kích khi mà đường xe đã cản đập tượng. Hình cờ bắt đôi đến từ bên đen bắt mã bắt pháo. Trong hình cờ thực chiến, sau khi bên đen cho bình xe qua thì bên đỏ của Vương lập tức anh cho tách pháo bình của đường 7 để thoát đi. Pháo 2 bình 1 bên tiên tiếp tục là phần cờ chạy mã. Mã 7 tiến 6 đến từ Mạnh Thần. Vương xe 1 bình 2. Bên đen cho phòng pháo qua, hình cờ áp lực khá nhiều đến từ bên đen. Bên đỏ binh 3 tiến 1. Trong bối cảnh trên thì bên đen ra tay với phần cờ cho bình xe để đè pháo. Bởi các bạn thấy ngay cho ăn tốt qua thì sao, khi đó bên đỏ lập tức là phần cờ vén tượng ngay để mở đường công, đang tấn công con pháo trục 8 của bên đen. Pháo có thu về là phần cờ cho tung mã qua để đuổi xe, đồng thời về sau có xu hướng có thể thoái tượng, vừa làm tròn vị đồng thời đang bắt pháo hình cờ tranh tiên đến từ bên đỏ. Trong bối cảnh thực chiến, sau khi bên đỏ của Vương cho binh 3 tiến 1, bên đen cho bình xe đè pháo. Binh 3 tiến 1 được thoát qua sông đang bắt cây. Tung mã qua và tiếp theo phần cờ cho chạy pháo đi đến từ bên tiên của Vương. Trong hình cờ trên thì bên đen định hình cờ sai lầm, không hay đã để cho bên đỏ trúng được sơ hở và tấn công rất mạnh về sau. Trong hình cờ trên thì bên đen có thể xử lý với phần cờ cho củng cố sĩ trước thì có phần tốt hơn, khi đứng xe ở điểm hàng ngang, không cho bên đỏ tấn công. Các bạn sẽ cùng đoán xem. Trước thực chiến của trận cờ thì bên của Mạnh Thần anh cho xe 3 tiến 1 dùng xe đuổi pháo. Tuy nhiên thì càng cổ vũ cho tinh thần của pháo đỏ, lập tức Vương ra tay với phần cờ pháo 6 tiến 1 đuổi mã ngay. Vị mã của bên đen rất là khó thoát, không thể quay về bởi vững chân tốt. Đánh tiếp lập tức là phần cờ cho mã 7 tiến 9 quăng theo đường biên. Trong một bối cảnh khác tung qua bắt tượng thì sao, khi đó cũng không được bởi đơn giản là phần cờ cho
pháo 9 bình 5 ngay để bắt lệnh cây. Xe đã thu về thì lập tức là phần cờ cho ăn qua. Hình cờ trên thì bên đen mặc dù bẻ được trước, tuy nhiên không có điểm công tiếp theo và bị trong thế kém quân, hình cờ sẽ thua trong bối cảnh tiếp theo. Trong thực chiến của trận cờ, sau khi bên đỏ của vương anh cho pháo thế 1 bắt mã thì bên đen cho lượn mã qua đường biên đuổi xe. Vương xe 2 tiến 1 vừa phòng thủ vừa tấn công vào con pháo đen. Trong bối cảnh trên quá khó đi, bên đen lập tức tung chiêu với phần cờ cho dùng pháo vật tượng với xe để tấn công. Ngoài hình cờ đó ra mà cho chạy pháo thì sao? Pháo 1 bình 3 khi đó bên đỏ đơn giản có thể cho thoái mã về, mượn lực đuổi xe và phóng con pháo qua điểm cao. Và tương lai có thể bình qua đè mã và tấn công vào con xe pháo của bên đen ở trục. Ba hình cờ khó đi dành cho bên đen. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong tập chiến đến từ Thiên Mã Vương Thần. Trong bối cảnh khó khăn, anh lập tức cho tung pháo qua vật tượng với xe để mở ra đường tấn công. Bên đỏ cho ăn xe ngay, chấp nhận để cho bên đen có thời cơ tấn sát. Tung mã chiếu, ép tướng chạy tầng 2 và tiếp theo là phần cờ cho vật pháo qua bắt pháo đường biên. Trong bối cảnh đó mà cho xe 3 tiến 1 tấn công nhanh thì sao? Đơn giản vẫn còn đó tư thế cho thoái pháo về. Đánh tiếp mà cho vật pháo qua pháo lập tức là phần cờ pháo chỉ bình 6 ngay đến từ bên đỏ, che lại toàn bộ đường công đến từ bên đen. Các bạn sẽ cùng đoán xem phần cờ trong thực chiến đến từ Mạnh Thần. Anh cho vật pháo qua bắt pháo đường biên. Bên tiên chỉ 7 đến 9. Bên đen cho bình xe bắt mã và tiếp theo phần cờ cho bình xe bắt tượng, hình cờ tranh công. Tuy nhiên đường công đến từ bên đỏ vẫn là mạnh hơn trong bối cảnh hơn xe. Tiếp tục điều xe qua lộ 3. Tách tướng qua đám bác sĩ. Sĩ 4 tiến 5 và tiếp theo phần cờ cho phóng xe qua điểm cao. Bắt mã. Ngoài hình cờ trên thì bên đỏ có thể đánh đơn giản hơn với phần cờ cho tách tốt đi để mở đường cho thoái xe về phòng thủ. Triệt tiêu hoàn toàn thế công đến từ bên đen thì có phần vững vàng hơn. Các bạn sẽ cùng đoán xem phần cờ trong thực chiến đến từ bên tiên của vương. Anh cho tiến xe qua nhóm mã. Mạnh Thần xe 3 tiến 1. Hai bên lặp lại một số tình huống cờ. Tướng lên và tiếp theo phần cờ cho bình xe bắt pháo. Bên vương cho tách tuốt qua để cho xe có thể chạy về phòng thủ khi cần thiết. Tung mã chiếu và tiếp theo phần cờ cho chạy tướng vào ngay. Trong bối cảnh trên, nếu mà sai lầm cho vách xích qua thì lập tức thua. Khi đó bên đang có đường cờ tấn công khá hay, đó là phần cờ cho thoái xe, đánh cục. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến bên vương cho chạy tướng vào. Xe 4 tuần 2 bắt pháo đang phục sát cục. Tất nhiên là không thể đi phần cờ cho bình xe bắt mã được, khi đó bị thua ngay với phần cờ cho bình xe bắt tốt. Chiếu cục. Trong thực chiến của trận cờ thì bên đỏ của vương phải mất nhịp thoái xe về để phòng thủ ngay. Tiếp theo thì bên Mạnh Thần anh cho thoái mã về, đứng lộ 4 thực chất không phải bối cảnh hay. Ngoài hình cờ đó ra thì có thể dùng xe để khử sĩ thì sẽ tạo ra hình công mạnh hơn về sau, khi triệt tiêu bớt đường thủ của bên đỏ. Các bạn sẽ cùng đoán xem phần cờ trong thực chiến bên đen cho thoái mã về. Về sau không đủ lực để tấn công bên tiên trong bối cảnh đó. Vương bình sẽ bắt mã. Tung mã qua đang phục thủ pháp. Xe 4 đến 1. Bên đỏ chiếu tướng trước khi tìm được phòng thủ. Thoái xích về. Chống xích qua hóa giải thế công. Bình xe bắt tốt. Tách tướng qua. Ăn tự chiếu. Tướng về và tiếp theo phần cờ cho thoái chiếu. Bên đỏ cho vách xích qua. Xe 1 bình 4 và tiếp theo phần cờ cho tung mã qua để tìm đường công. Tới hình cờ trên thì thế công đến từ bên đỏ đã được xác lập và quá mạnh. Mạnh Thần anh cho tiến chiếu một vài nhịp trước khi tìm bước phòng thủ. Trong thực chiến của trận cờ có ít thời gian, bên đen xử lý với phần cờ cho chạy tới tầng 2 đã để cho bên đỏ tấn công ngay. Ngoài hình cờ đó ra có cho
thoái xe về thì cũng không được. Khi đó bên đỏ đơn giản là phần cờ cho ghim xe xuống đáy ngay để tấn công vào điểm sĩ. Có bình xe qua để chặn đường thì lập tức là phần cờ cho tấn công vào con sĩ còn lại. Các bạn thấy ngay hình cờ trên thì bên đỏ có thời cơ đấu xe, hóa giải thế công của bên đen. Trong hình cờ thực chiến, các bạn sẽ cùng đón xem cách xử lý trong thực chiến đến từ bản thân. Anh cho tướng chạy tầng 2 và bên đỏ đơn giản cho cắm xe để tấn công. Và cũng sau vị cờ trên thì bên đen đã phải buông cờ nhận thua. Đánh tiếp tướng có chạy về thì đơn giản là phần cờ cho tung mã qua thôi. Xe về, ăn xe qua, thua. Còn trong bối cảnh trên, cho ăn tướng qua mã lập tức là phần cờ cho thoái chiếu. Về sau thì bên đen vẫn mất xe và thua nhanh trong bối cảnh đó. Như vậy kênh học của tướng online vừa gửi tới các bạn ván đầu trên ván cờ đỉnh cao đánh trong giải cờ tướng Ban An Vingegaard năm 2023. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.